さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。Xin chào các bạn, đầu xuân năm mới thì mình xin chúc tất cả mọi người có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình và người thân này. Và mình cũng xin chúc tất cả các cái ước mơ của các bạn sẽ trở thành hiện thực trong năm 2021 này. Đấy, thì đầu xuân năm mới thì mình cũng quay một cái video chúc Tết tất cả mọi người. Đấy, thì mình xin chúc riêng tất cả các bạn nào mà đang sinh sống, học tập, làm việc ở Nhật Bản có một năm mới tràn đầy sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Và mình xin chúc cho tất cả các mục tiêu của các bạn đặt ra trong năm 2021 này thì sẽ trở thành hiện thực. Và mình cũng xin chúc tất cả các bạn là có một cái Tết đấm ấm, vui vẻ, hạnh phúc và an toàn mọi người nhé. Các bạn ở bên Nhật thì hãy cố gắng nào giữ an toàn cho mình trong cái Tết năm nay. Còn mình xin chúc tất cả các bạn nào mà đang ở Việt Nam thì hãy đón một cái Tết thật là vui vẻ, đấm ấm bên gia đình. Đấy, còn những bạn nào mà xác định đi Nhật rồi thì hãy cố gắng là ở nhà ăn Tết với bố mẹ này, ăn Tết với gia đình và người thân. Lốt cái Tết năm nay đi rồi sang năm thì chúng ta sẽ sang Nhật, và sang Nhật thì sẽ phải đón Tết một mình hoặc là đón Tết với bạn bè. Thì trước tiên là mình xin chúc Tết cả mọi người này, và sau đó thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và đồng hành trong suốt một năm vừa qua. Mình nhớ là cái video đầu tiên mình đăng lên cũng là ngày 1 tháng 1 năm 2020. Mình đã đăng tải video lên YouTube được một năm rồi các bạn. Cũng được sự ủng hộ của các bạn trong vòng một năm qua thì mình cũng cảm thấy nó rất là vui các bạn ạ. Và mình thấy là những cái video của mình, những cái video hướng dẫn về cuộc sống ở Nhật của mình thì đã giúp ích được một số bạn ở bên Nhật này. Ví dụ như là các cái video về hướng dẫn các bạn làm thủ tục để gia hạn visa chẳng hạn này, hoặc là những cái video hướng dẫn các bạn để làm thủ tục đổi bằng xe máy các thứ ấy. Có rất nhiều các bạn làm theo mình và đã thành công. Những cái video thì mình làm ra ấy thì mình chỉ muốn là giúp ích cho tất cả các bạn nào mà đang sống ở Nhật Bản này, để các bạn có một cái cuộc sống nó đỡ vất vả hơn một chút. Vì mình cũng đã đi trước và mình cũng đã trải qua rồi, và mình cũng chỉ muốn là ghi lại những cái video và chia sẻ lại cho các bạn để các bạn đỡ bị bỡ ngỡ khi mà mới sang Nhật. Và mục tiêu trong năm tới của mình, trong năm 2021 của mình là sẽ cố gắng là làm thêm các cái video về hướng dẫn, là chủ yếu hướng dẫn các bạn kinh nghiệm sống ở Nhật này, rồi những cái mẹo vặt ở Nhật này, hoặc là những cái gì chúng ta nên làm hoặc là không nên làm ở Nhật Bản này, hoặc là những bạn nào mà có nhu cầu đi du học này, đi kỹ sư hoặc là đi xuất khẩu lao động Nhật Bản mà có vấn đề gì chưa hiểu, có thể là inbox cho mình, nếu mà mình biết thì mình sẽ trả lời tất cả các bạn với cái khả năng của mình. Và trong năm mới thì mình cũng mong muốn là các cái video tiếp theo của mình thì sẽ lại nhận được cái sự ủng hộ của các bạn. Các bạn nào mà quan tâm Nhật Bản thì hãy nhớ là ấn nút đăng ký kênh và theo dõi kênh của mình. Khi mà mình ra video thì sẽ gửi thông báo đến các bạn là người đầu tiên. Đấy, và như các bạn đã biết thì năm 2020 vừa rồi thì nó là một cái năm thảm họa của thế giới rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau là chia tay cái năm 2020 và bước đến năm 2021. Đấy, và mình cũng mong là sang năm 2021 này thì thế giới sẽ đón chào những cái điều mà tốt đẹp hơn. Ở Việt Nam mình thì năm 2021 này là năm con trâu vàng đúng không mọi người? Còn ở Nhật Bản là năm con bò các bạn nhé. Ở Nhật Bản thì không có con trâu mà, thì họ sẽ tính là năm nay là năm tuổi con bò các bạn ạ. Con trâu vàng nghĩa là biểu tượng của Việt Nam mình, và mình mong muốn là sang năm thì sẽ có nhiều sự thay đổi mới hơn và tốt đẹp hơn so với năm 2020 vừa rồi. Đấy, giờ ok, một lần nữa thì mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một năm mới là vui vẻ, mạnh khỏe và thành công cho cuộc sống cũng như cho công việc. Do năm mới thì mình cũng quay một cái video và chúc Tết cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã cho video của mình, và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Rồi ok, bye bye, chào tất cả mọi người nhé, và hẹn mọi người trong video tiếp theo của mình. Bye bye.